Cuộc thi Lego xuất hiện rồng Trung Quốc, giám khảo lại thắc mắc sao con rồng này không có cánh. Mà con rồng nhìn không to lắm này người chơi xây dựng dựa trên cảm hứng Tết Nguyên đán. Kỳ lạ là sao rồng lại xuất hiện trên máy bay không người. Vì chủ đề ngày hôm nay là rồng bay nhanh, mỗi đội đều nhận được một máy bay mô hình không người lái. Tiếp theo họ sẽ dựa theo sở thích của mình để lắp ghép một con rồng. Sau khi hoàn thành họ sẽ ra ngoài để tiến hành thi ngoài trời. Chìa khóa của cuộc thi là vận dụng linh kiện, máy bay không người lái có thể chịu được sức nặng 250g Lego. Vì thế khi lắp ghép cần chú ý đến mỗi mảnh Lego để vừa có tính thẩm mỹ vừa cân bằng để máy bay có thể bay lên. Sau 3 tiếng các tuyển thủ sẽ mang đến cho chúng ta những tác phẩm thế nào đây? Đội đầu tiên là nhóm của John, đó là một sự kết hợp giữa rồng và nhện. Nó có cái đuôi kiểu bọ cạp, điều nổi bật nhất là thân mình màu tím của nó. Nhưng nhìn tổng thể thì không giống rồng cho lắm. Chúng ta cùng xem chiếc máy bay này có thể bay thế nào. Chiếc máy bay bay lên, khi nó vượt qua cánh cửa đầu tiên, bắt đầu tính giờ. Nó hơi sát vào cột sắt nhưng vẫn hoàn hảo thông qua. Cửa thứ hai, cửa thứ ba, cuối cùng nó hoàn thành đường bay một cách xuất sắc trong 1 phút 13 giây. Đội thứ hai là rồng bay trong rừng của Jack. Đây là một con rồng bay truyền thống. Nó có đôi cánh hình lá cây. Các linh kiện hoa quả là cổ của nó, ngoài ra còn có móng vuốt vàng như siêu nhân. Cái đầy của nó khiến mọi người khó có thể tưởng tượng nổi, đầu rồng hình cá sấu. Rồng trong rừng sâu chuẩn bị sẵn sàng, phanh lại vượt qua cửa đầu tiên, nhưng khi qua cửa thứ hai có vẻ Jack điều khiển không ổn lắm nên nó bay hơi nhanh, lại còn không dừng lại được. Khi thử bay lại lần nữa nó còn rơi mất cánh, rơi xuống tan nát. Nỗ lực 3 giờ đồng hồ coi như mất trắng rồi. Nhóm thứ ba là một con rồng xương trắng đẹp trai. Câu chuyện là một phù thủy cưỡi một con rồng toàn xương trắng, mục đích là để con rồng chết này sống lại. Ý tưởng con rồng xương rất đặc biệt, khi nhìn vẫn thiếu thiếu nhưng cũng ổn. Nhưng điều làm giám khảo tò mò là cái cánh này. Cái cánh này của nó thì có thể bay thế nào trong không trung chứ? Mọi người đều thay họ lo lắng. Liệu con rồng này có giúp anh em James lần nữa về số 6 không? Chúng ta cùng xem nhé. Con rồng xương vững vàng bay qua cửa số 1. Tiếp theo cửa thứ nhất, cửa thứ hai, cửa thứ ba đều thuận lợi thông qua. Cuối cùng nhẹ nhàng hạ cánh xuống mặt đất. Thời gian tổng cộng 43 giây, tạm thời dẫn trước. Tiếp theo là rồng chuối của bố con nhà Eric. Cả con rồng được lắp ghép từ chuối. Khung xương của rồng chuối tuy nhìn khá đặc biệt, nhưng tổng thể ngoài chuối thì không còn điểm sáng gì nữa cả. Nếu như từ chỗ này mà thêm một ít sáng tạo nữa thì sẽ càng độc đáo hơn. Rồng chuối xuất phát vô cùng vững vàng như rồng xương vậy. Thuận lợi thông qua 4 cửa đến điểm cuối cùng. Thời gian tổng cộng 57 giây, tạm thời ở vị trí số 2. Tiếp theo là rồng phun lửa của chị em Sarah. Rồng đen đỏ nhìn qua rất kinh điển. Linh kiện được sử dụng cũng rất đa dạng. Rất nhiều chỗ sử dụng linh kiện của xe hơi. Điều thú vị nhất là dùng giày trượt băng làm má rồng. Thiết kế phun lửa vô cùng đẹp. Chỉ là không biết có hoàn thành được cuộc thi không. Chiếc máy bay rồng đen bay lên. Sarah điều khiển nó đi thẳng về phía trước nhưng lại quên không rẽ, đập luôn vào cây cột đầu tiên, vỡ nát tanh bành. Kỹ năng điều khiển này thật sự phải nâng cao đấy. Thứ 6 là rồng xanh của Kevin. Từ ngoại hình của nó có thể thấy đây là một con rồng nước hoặc rồng băng. Nhưng cảm giác vẫn giống một con cá bay nhiều hơn. Tuy rằng không giống rồng nhưng các linh kiện được sử dụng rất hợp lý. Ví dụ như là mô hình người này đặt trên đầu rồng vô cùng mới mẻ. Chỉ là không biết nó có thể bay thế nào. Rồng xanh bay lên tốc độ rất nhanh, rất vững vàng. Chỉ thấy nó nhanh chóng vượt qua mấy cánh cửa về lại điểm cũ. Nhưng có vẻ bay nhanh quá, lúc hạ cánh nó lại choáng váng rồi. Sau một hồi điều khiển may mắn nó vẫn bình an hạ cánh. Thời gian hoàn thành đường bay chỉ có 22 giây. Đội xuất hiện cuối cùng là đội của JJ với rồng Trung Quốc. Nó là một con rồng Trung Quốc được lấy cảm hứng từ năm mới. Nó bao gồm màu đỏ, màu xanh, màu vàng, nhiều màu sắc khác nhau. Móng vuốt rồng sử dụng saxophone và chân đèn. Cả tác phẩm sử dụng các linh kiện rất sáng tạo độc lạ. Hai người vô cùng hài lòng với con rồng này, nghĩ rằng fan này nhất định giành chiến thắng. Nhưng sau khi bắt đầu bay, JJ lại bận xem màn hình. Cánh cửa đầu tiên vì bay quá thấp mà suýt toang. Kết quả đến cửa thứ hai thì không còn đường về nữa. Đập thẳng vào cột rồi bị hất văng ra rơi xuống đất. Tuy rằng rồng được lắp ghép vô cùng không tồi, chỉ là kỹ năng lái máy bay này vẫn phải nâng cao một chút. Xem xong thử thách rồng bay của 7 nhóm, cuối cùng nhóm của James dựa vào thời gian bay ngắn nhất giành được thắng lợi. Trong này các bạn thích con rồng nào nhất đây?